thể thấy rằng lễ trao giải Oscar lần thứ 89 đang đến gần hơn bao giờ hết. Như mọi năm, lễ trao giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby tại Los Angeles và được truyền hình trực tiếp tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào ngày 26 tháng 2 lần này. Theo AMPAS, 6.200 thành viên của tổ chức này sẽ tham gia bỏ phiếu các đề cử cho các hạng mục giải thưởng Oscar năm 2017 từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 7 năm 2016. Sau đó, danh sách này sẽ được đưa ra xem xét tại một sự kiện truyền thống vào ngày 6 tháng 2 năm 2017. Trước lễ trao giải chính thức, cuộc bỏ phiếu cuối cùng về danh sách các bộ phim và diễn viên đoạt tượng vàng Oscar sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 2 năm 2017. Lễ trao giải lần thứ 88 với chiến thắng thuộc về phim Spotlight của đạo diễn Tom McCarthy ở hạng mục phim xuất sắc nhất. Trong khi đó, sau 6 lần hụt giải, nam tài tử Leonardo DiCaprio đã chạm tay đến tượng vàng Oscar với giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn lần thứ 89 này, nhiều dự đoán bộ phim La La Land sẽ giành chiến thắng ở hạng mục phim xuất sắc nhất. Trong đó, nữ diễn viên chính Emma Stone sẽ chạm tay tới tượng vàng Oscar ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Temporary sensibility is absolutely what we were going for. When Mia starts off.